Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai kết thúc hợp đồng với Incheon, điều này sẽ tốt cho Công Phượng. Thưa quý vị, mới đây câu lạc bộ Incheon United chính thức công bố Công Phượng chia tay đầu bóng này. Dù thời hạn hợp đồng giữa hai bên là một năm, câu chuyện lập tức xảy ra tranh cãi là Incheon United đã thanh lý Công Phượng hay tiền đạo người xứ nghệ chủ động ra đi để tìm kiếm bến đồ mới ô trả lời chính thức cho nguyên nhân Công Phượng sớm rời Incheon United trong thời điểm cả hai vẫn còn hợp đồng. Bầu Đức chia sẻ, chúng tôi chủ động chấm dứt hợp đồng với Inter United. Tôi nghĩ đây là điều cần làm để Công Phượng có một bến đỗ tốt hơn thay vì chịu nhiều áp lực ở Inter United. Tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho Công Phượng. Đây là lý do để Hoàng Anh Gia Lai quyết định sớm kết thúc hợp đồng cho Công Phượng. Cháu sẽ không trở lại Hoàng Anh Gia Lai chơi bóng mà có một bến đỗ khác. Hiện tại tôi chưa thể nói trước là Công Phượng sẽ chơi bóng ở đâu vì mọi thứ vẫn chưa chính thức như vậy câu trả lời cho người hâm mộ đã rõ ràng là câu phường chủ động chấm dứt hợp đồng với internet united sau một thời gian không hợp về lối chơi đây là quyết định được người hâm mộ Việt Nam ủng hộ vì phần lớn ý kiến liên tục kêu gọi tiền đạo người xứ nghệ cần sớm rời đội bóng xứ kim chi bởi lối chơi của internet united thiên về sức mạnh và bóng dài trong khi đó, Công Phượng chia sẻ, tôi muốn chơi tốt tại Incheon nhưng bản thân cảm thấy tiếc vì đã không thể làm được. Tôi muốn trở thành một cầu thủ nước ngoài tốt hơn. Tôi sẽ không quên những kỷ niệm quý giá tại Incheon United và dù chơi ở đầu, tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Rồi in trên United, Công Phượng sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019, sau đó quay lại Việt Nam để xin visa. Công Phượng dự kiến công một tháng sang Pháp thử việc từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến thì Công Phượng sẽ đến Pháp thi đấu. Đây sẽ là trang mới trong sự nghiệp của Công Phượng sau khi sang Nhật Bản và Hàn Quốc trong hai lần xuất ngoại.